Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vicky TV và mình là Victoria. Hiện tại mình đang là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Nữ Y Hoa Hàn Quốc. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì mình làm về ba chủ đề chính như sau. Chủ đề thứ nhất đó chính là về cuộc sống của du học sinh Hàn Quốc. Trong chủ đề này thì mình chia sẻ những kinh nghiệm về việc xin visa, việc chuẩn bị hồ sơ hay là cuộc sống của sinh viên đại học, của du học sinh tại Hàn Quốc như thế nào, rồi thậm chí là cả về du lịch, ẩm thực, văn hóa Hàn Quốc và cả mua sắm ở Hàn Quốc nữa. Chủ đề thứ hai đó chính là về beauty skincare, đó về việc chăm sóc da, chăm sóc tóc, rồi chăm sóc răng miệng tại vì mình đang niềng răng ở Hàn Quốc. Chủ đề thứ ba đó chính là những động lực trong cuộc sống và những chia sẻ quan niệm cá nhân của mình. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình, Victoria, Victoria. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn hành trình đi du học Hàn Quốc của mình, diễn biến, rồi thời gian đã tiêu tốn khoảng bao nhiêu thời gian và mình đã lên kế hoạch cũng như là ước mơ cho việc đi du học Hàn Quốc như thế nào. Nói chung nó khá là dài nên mình sẽ tóm tắt. Mình sinh năm 90, đừng ngạc nhiên. Tính ra thì mình đã 28 tuổi rồi, sắp sinh nhật 28 tuổi. Năm 2008 mình tốt nghiệp cấp 3. Lúc đó mình đã rất thích yêu thích Hàn Quốc rồi, tại vì mình xem rất nhiều phim Hàn Quốc. Các bạn nhớ không, cái thời kỳ đó chiếu rất nhiều phim Hàn Quốc, phim Hàn Quốc bắt đầu vào Việt Nam mình ấy. Thế là lúc đó rất muốn được sang Hàn Quốc để học, tại vì ước mơ là muốn trở thành diễn viên đóng phim Hàn Quốc. Thế nhưng mà bố mẹ mình nói là gia đình không có tiền, không đi được. Sau đó mình chuyển hướng. Vậy thì bố mẹ cho con đi lao động đi, bố mẹ cho con đi xuất khẩu lao động đi. Bố mẹ lo cho con đi xuất khẩu lao động đi, rồi con sẽ kiếm tiền về trả lại cho bố mẹ. Thế nhưng bố mẹ mình đã không đồng ý. Vâng, tất nhiên rồi. Vậy là mình xách ba lô lên và đi ra Hà Nội. Coi như cũng là đi du học tại vì chuyển sang một vùng đất mới. Quê mình ở Ninh Bình nha. Đến năm 2009 thì lúc đó là mình vừa đi học vừa đi làm. Bắt đầu vừa đi học vừa đi làm thêm. Câu chuyện mình đi làm thêm thì sau này mình sẽ kể sau. Còn đến năm 2010 là mình bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu. Năm 2011 là năm mình tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong thì mình vừa đi làm cho công ty, vừa đi làm thêm nghề người mẫu. Đến năm 2012 thì mình tham gia một cuộc thi tìm kiếm người mẫu nhưng mà không được gì cả. Nên là mình chuyển vào Sài Gòn để tìm cách lập nghiệp. Năm 2013 là lần đầu tiên mình đi du lịch nước ngoài. Lần đầu tiên mình đi du lịch nước ngoài đó là chính là Singapore và Thái Lan. Thì tất nhiên là sau khi mà từ năm 2008 xin bố mẹ đi Hàn Quốc như thế không được rồi thì mình vẫn luôn luôn nung nấu cái ý định là thôi thì ít nhất cũng phải đi du lịch Hàn Quốc ít nhất là một lần. Thế rồi năm 2013 mình đã xin visa đi du lịch Hàn Quốc và đã đậu. Thế nên tháng 7 năm 2013 mình đã đi Hàn Quốc lần đầu tiên và lúc đó mình đi du lịch trong vòng 1 tháng lận, tại vì người ta cho hẳn 1 tháng mà. Tận dụng triệt để. Trong quãng thời gian đó thì mình đã đi tham quan 4 trường đại học ở Hàn Quốc, là trường đại học Seoul, trường đại học Yonsei, trường đại học Korea và trường đại học Nữ Y Hoa. Trong đó mình cực kỳ thích trường Yonsei và mình đã có một ước mơ khát khao cháy bỏng là trời ơi, tôi phải đến đây để làm sinh viên ở đây. Tôi muốn học ở đây quá, tôi muốn sống cuộc sống sinh viên ở đây và tôi phải đạt được, tôi phải làm điều đó. Đầu tháng 4 năm 2014 thì mình có đi du lịch Hàn Quốc lại một lần nữa. Đợt đó mình cũng đi một tháng thì mình ở Seoul 15 ngày và ở Busan 15 ngày phải. Tại vì chị bạn thân của mình chị học Busan mà. Thế nên là mình qua đó ở cùng chị ý. Thì nghe chị ý kể về cuộc sống của sinh viên Hàn Quốc, sinh của du học sinh tại Hàn Quốc thì nói chung là cũng không phải là gia đình có điều kiện khá giả gì, cũng không phải là giàu có gì nên là vừa phải đi làm thêm, vừa phải học. Nhiều cái khổ lắm, nhiều cái đến thương lắm. Rồi cũng không biết là mình liệu có đi học được không ấy. Thì cuối năm 2014 đó trở về rồi vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình. Thì đến cuối năm 2014 mình tham gia một chương trình truyền hình thực tế vì nghĩ rằng nó là truyền hình thực tế thì sẽ thể hiện được đúng bản chất con người mình và sẽ nhận được kết quả công bằng. Nhưng mà cuối cùng vẫn không nhận được gì cả, thất bại. Chương trình truyền hình thực tế đó kéo dài tận 3 tháng
từ cuối năm 2014 cho đến tận đầu năm 2015. Rồi tại vì không được gì thế nên là mình đã quyết tâm là mình sẽ sang Hàn Quốc để du học. Bởi vì lúc đó mình cũng đã có tuổi rồi, trong nghề người mẫu mà có tuổi nhưng lại cũng chẳng có danh hiệu gì thì cứ mãi lẹt đẹt như thế cũng chẳng đi được đến đâu, nên là mình quyết định là dừng tại đây, dừng cuộc chơi tại đây. Đó. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ mọi thứ đều diễn ra với có lý do của nó hết. Nếu như lúc đó mình thành công, nếu như lúc đó mình đạt được cái vị trí mà mình mong muốn, hay là mình tiến thêm một vài bước gì đó trong cái sự nghiệp người mẫu, thì có lẽ là mình đã không tới Hàn Quốc nữa rồi. Với cuộc sống hiện tại của mình bây giờ ở Hàn Quốc thì mình hoàn toàn không hối hận vì đã sang bên này, thậm chí lại còn rất cảm thấy rất may mắn và đúng đắn. Bắt đầu từ khoảng tháng 5 năm 2015 đó là mình đã bắt đầu tìm hiểu về việc chuẩn bị hồ sơ như thế nào và thủ tục xin visa đi du học tiếng Hàn Quốc ra sao. Và tháng 9 là mình bắt đầu đi học tiếng ở trung tâm ngoại ngữ tiếng Hàn Sejong ở trong Sài Gòn ấy. Rồi mình chuẩn bị hồ sơ, và tại vì phải mình sống ở Sài Gòn nhưng mà hộ khẩu và mọi thứ của mình, bằng cấp của mình ở ngoài Hà Nội, thì mình phải đi bay ra bay về rất là nhiều, tốn rất nhiều tiền, lại còn phải đứng xếp hàng từ 3 giờ sáng. Nhớ mãi mình còn đi lại hai ba lần cơ, đứng đứng trước đại sứ quán xếp hàng hai ba lần ở đó, kinh khủng lắm. Mùa đông lạnh rét co ro đến sáng sớm, từ 2-3 giờ sáng đứng đợi chán chê mê mỏi đến tận 8-9 giờ sáng mới được dần dần cho đi lên. Nghĩ lại là thấy đáng sợ rồi. Các bạn cố lên, bây giờ chưa là gì cả đâu. Sợ quá. Đầu tháng 3 năm 2016 thì mình nhận được visa. À lộn, cuối tháng 3 chứ. Quá ngày học tận một gần một tuần rồi, thế nên mình nhận được visa một cái là mình bay luôn, lên đường đi luôn. Đó, mình học ở trường đại học Korea trong vòng từ tháng 3 năm 2016 cho đến tháng 8 năm 2017. Thì sau đó mình học ở trường đại học Nữ Y Hoa từ tháng 9. Trường Korea là mình chỉ học tiếng thôi. Mình học từ cấp 2 cho lên đến lớp nghiên cứu sinh là cấp 7. Rồi mình sang trường Y Hoa từ tháng 9 năm 2017 cho đến bây giờ. Hiện tại đang là năm thứ tư khoa kinh doanh rồi. Các bạn thấy không? Mình đi du học tiếng nha, chứ không phải là đi du học đại học hay cao học. Mình đi du học tiếng từ năm mình năm 2016, nghĩa là lúc đó mình đã 26 tuổi rồi. Bây giờ 28. Khi mà mình nói là mình sẽ đi du học ở độ tuổi 26, có rất nhiều người nói với mình là già rồi còn học với hành cái gì, thay đổi được cái gì đâu. Cơ già đầu rồi thì đi lấy chồng đi chứ lại còn học với hành. Già như thế rồi học nữa thì cũng để làm gì? Lấy ngay thằng chồng thì có phải hơn không? Sống ổn định đi chứ đi nay đây mai đó bao giờ nữa. La la la. Nhiều lắm, nhưng mà cũng có nhiều người ủng hộ. Nói chung là mình chỉ thông báo cho mọi người thôi, chứ mình không có ý định xin lời khuyên từ ai hết. Tại vì quyết định mình đã đưa ra thì mình sẽ chịu trách nhiệm, và cuộc đời của mình là do mình quyết định. Các bạn cũng đừng để ai giới hạn những việc mà các bạn có thể làm được, bởi vì họ không thể làm được những việc đó. Cho đến tận bây giờ thì mình vẫn không hề hối hận vì quyết định đó, mặc dù mình bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng ở Việt Nam, những gì mình đã gây dựng bao lâu, và sang bên này bắt đầu một cuộc sống ngay từ con số 0. Mình đã phải mất 3 năm vừa đi làm vừa kiếm tiền tiết kiệm rồi để đạt được cái ước mơ du học này của mình. Từ năm 2013 cho đến năm 2016 cũng có rất nhiều sự kiện xảy ra nữa. Thế nên là các bạn hãy cố gắng lên nha, đặc biệt là những bạn mà gia đình không có điều kiện, hay là những bạn mà còn đang băn khoăn lo lắng suy nghĩ. Nói chung là có lo lắng suy nghĩ thì cũng không làm gì nhiều đâu. Cứ tiến lên thôi, cứ đi thôi. Hễ đi là đến. Phải đi thì mới có đường. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Bye bye.